Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Số ca mắc COVID-19 gia tăng, lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra thông điệp về giảm thiểu các ca tử vong do COVID-19 tại buổi tập huấn trực tuyến với 700 cơ sở điều trị tại 63 tỉnh thành. Những tình nguyện viên chung tay giúp đỡ các y bác sĩ tại các bệnh viện ở Đà Nẵng góp phần giảm áp lực đang đè lên vai những người tuyến đầu chống dịch. Người trẻ ra đồng, tiếp cận thực tiễn sản xuất nông nghiệp, tăng cường lực lượng lao động trẻ kế thừa, giúp nền nông nghiệp có nhiều sáng tạo và phát triển bền vững. Ngăn chặn và giảm thiểu các ca tử vong do COVID-19, đây là thông điệp được lãnh đạo Bộ Y tế đưa ra tại buổi tập huấn trực tuyến với 700 cơ sở điều trị ở 63 tỉnh thành. Các chuyên gia đã tập trung vào phân tích 94 ca mắc từ ổ dịch của 3 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình. Đặc điểm chung của phần lớn ca bệnh là người cao tuổi, người nhiều bệnh lý nền, tổn thương phổi nhanh chóng và rối loạn đông máu. Hiện 14 bệnh nhân COVID-19 đang diễn biến rất nặng và có những trường hợp tiên lượng dè dặt. Khó khăn trong phát hiện và điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Đà Nẵng là có tới 60% không có triệu chứng lâm sàng. Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại Đà Nẵng đề xuất nên chuyển tất cả các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Phổi Hòa Vang để làm sạch Bệnh viện Đà Nẵng. Cần chuyển ngay nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng ra cách ly tại các địa điểm khác. Các chuyên gia cũng cho biết, nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy virus SARS-CoV-2 vừa lan truyền, vừa biến đổi gen tạo ra các tuýp mới. Điều này cũng gây khó khăn trong điều trị, đặc biệt là hiện chúng ta vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Tất cả chỉ là điều trị triệu chứng. Việc xuất nhập cảnh trái phép, vượt biên, trốn cách ly có thể làm tăng nguy cơ dịch xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Dù Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh, tuy nhiên, việc tiếp tục ghi nhận các ca bệnh, chùm ca bệnh mới cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, những ngày này, trên các tuyến biên giới, lực lượng chức năng lại được lệnh tiếp tục siết chặt quản lý. Hơn 3 tháng nằm ngoài rừng, dọc tuyến biên giới, không điện, không nước, không được về thăm nhà. Tưởng rằng thời gian cắm chốt đã sắp hết, thì giờ đây các cán bộ chiến sĩ trên tuyến biên giới Tây Ninh lại tiếp tục căng lại tấm bạt đã bạc phếch sau thời gian, sửa lại chỗ lấy nước ngọt, thậm chí chuẩn bị cả một tấm pin năng lượng mặt trời để có điện cho chiếc quạt bản, sẵn sàng cho một giai đoạn mới, siết chặt hơn nữa đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Sinh hoạt ở trong rừng không có nước xài, cái que này là để chặn cái bạt xuống cho nước chảy xuống đây để anh em dùng. Còn gỗ thì để chặn lá cây. Trong bớt dịch thì được về thăm gia đình, dịch bùng phát lại, tiếp tục lại phải căng đa biên giới. Bắt đầu lại tiếp tục phải căng bạt ra để che mưa, che gió. Cũng mong là sao cho nó hết dịch sớm để được về thăm gia đình. Theo đại diện Bộ Tư lệnh Biên phòng, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, lực lượng bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan đang triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến biên giới, tăng cường tối đa lực lượng phòng chống dịch cho các đơn vị tuyến đầu. Gia tăng quân số, củng cố các chốt chặn và siết chặt các đường mòn, lối mở. Đó là tất cả những gì mà biên phòng Tây Ninh đang làm. Còn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, lực lượng biên phòng đang căng hết mình để ngăn chặn tối đa tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trong khu vực này. Bộ Tư lệnh Biên phòng cũng đã thành lập 8 đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên các tuyến biên giới. Còn các địa phương thì thực hiện chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống dịch nhằm ngăn chặn triệt để xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Xử lý nghiêm các trường hợp làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho đối tượng đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều quốc gia trên thế giới liên tục ghi nhận những ca nhiễm mới tăng cao kỷ lục trong nhiều tháng, có thể kể đến như Mỹ và Nhật Bản. Vậy tình hình cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại hai quốc gia này như thế nào? Phóng viên của chúng tôi đã kết nối với nhiều người Việt đang sinh sống tại những khu vực có ca nhiễm mới tăng cao.
Mình đang sống ở bang California và theo như mình biết thì tổng số ca nhiễm COVID ở đây đã lên đến gần 500.000 người và Cali cũng là bang có số ca nhiễm COVID nhiều nhất nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại, phải ngồi ở nhà làm online 100%. Công ty mình thì không cho nhân viên đi vào văn phòng nữa, hoặc nếu muốn vào thì phải xin phép cấp trên. Công ty mình dự định là sẽ cho nhân viên làm ở nhà cho đến đầu tháng 9. Tuy nhiên là với tình hình dịch bệnh như hiện tại thì có khả năng cao là mình sẽ tiếp tục làm ở nhà cho đến cuối năm. Trong cửa hàng của họ thì họ có phân làn giao thông để hạn chế tối đa việc người tiêu dùng đứng gần với nhau khi đi mua sắm. Cũng như khi tính tiền thì sẽ có những cái vạch kẻ rõ đánh dấu 2 mét để giãn cách mọi người ra. Họ có nhân viên lau chùi gian hàng thường xuyên, lau chùi ở những nơi mà có nhiều người qua lại tiếp xúc. Hiện tại nếu bạn muốn đi ăn hay bạn muốn đi làm tóc hay muốn đi làm móng thì đều yêu cầu là phải đặt hẹn trước. Bạn không thể chỉ đi vào như hồi trước được. Dịch bệnh này đã ảnh hưởng khá nhiều đến cái kế hoạch tốt nghiệp, tại vì về nghiên cứu của mình thì đa phần phải vào phòng thí nghiệm làm những các thí nghiệm để ra kết quả để viết sau đấy viết các bài báo công bố quốc tế, thì việc dịch bệnh này đã ảnh hưởng làm chậm cái quá trình đấy lại. Về việc ăn uống hoặc là mua nhu yếu phẩm hàng ngày thì mình phải hoàn toàn là đặt online hoặc là đặt dịch vụ chuyển về tận nhà, vì không thể đến những cái siêu thị và những nơi các cửa hàng tiện lợi để mua được. Khi mà bạn không được ra ngoài gặp gỡ mọi người tự do, bạn cảm thấy là phải ở trong nhà, phải tù túng hơn, hay là không được tham gia nhiều hoạt động xã hội, cảm thấy cuộc sống nó không bình thường như trước nữa, thì bạn sẽ cảm thấy khá là căng thẳng. Đặc biệt là khi mà có một em bé đang ở cái độ tuổi gọi là học ăn học nói, tức là muốn tiếp thu rất là nhiều kiến thức ở bên ngoài như thế, thì việc mà con phải hạn chế ra ngoài thì sẽ làm ảnh hưởng một phần đến sự phát triển của con và cũng gây ra sự căng thẳng cho chính mình. Hôm nay Nhật Bản đã xác nhận số ca nhiễm cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, đó là hơn 1.500 ca một ngày, trong đó Tokyo có 463 ca, đây cũng là con số cao nhất của Tokyo kể từ trước tới giờ. 70% số ca nhiễm ở Tokyo tập trung vào độ tuổi từ 20 cho đến 40 tuổi và có rất nhiều ca có nguồn gốc từ các dịch vụ ăn uống giải trí về đêm. Chính vì thế, chính quyền Tokyo đang cân nhắc để từ tuần sau sẽ yêu cầu các cơ sở này phải chấm dứt hoạt động kinh doanh trước 10 giờ đêm. Cả tuần nay, ngày nào cũng có hơn 100 ca nhiễm mới tại Osaka. Cá biệt, ngày hôm qua có những hơn 200 ca nhiễm mới. Cho nên là hiện nay Osaka là đang xếp thứ hai chỉ sau Tokyo về số ca nhiễm mới mỗi ngày. Hiện tại thì trước tình hình này mình đang khá là lo lắng. Cái mà mình gặp khó khăn nhất là việc tìm mua các loại nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân như là giấy ướt hoặc là nước rửa tay hay là khẩu trang. Tất cả những cái mặt hàng đấy, cái thời điểm mà bùng phát dịch thì đều rất là khan hiếm và những nơi có hàng thì họ bán rất đắt, giá phải gấp 10, gấp 20 lần bình thường. Nhưng mà gần đây thì thị trường của những thứ nhu yếu phẩm đấy đã dần dần phục hồi nên cũng đỡ hơn được một chút. Diễn biến dịch bệnh trên thế giới và Việt Nam còn có thể phức tạp hơn. Thời điểm này hơn lúc nào hết, mỗi người hãy nghĩ tới những việc mình có thể làm để giúp đỡ các bác sĩ. Mỗi ngày đang có hàng trăm lượt hàng hóa, nhu yếu phẩm được đưa về các điểm tiếp vận tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Luôn có những tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ cho công tác chống dịch bằng cách này hay cách khác. Biết là có vất vả, song không ai muốn dừng việc của mình làm. Bởi với họ, đóng góp ít công sức lúc này cũng chính là chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Mấy cái thùng nướng ra em kìa, đưa sáu con trong ra, đưa sáu con trong đi, lấy cái tấm bạc che lên luôn. Từ ngày ba bệnh viện tại khu vực sinh sống bị phong tỏa cách ly để phòng chống dịch, ông Võ Ba Dương, thành viên tổ dân phòng, được cử tham gia với các lực lượng chốt chặn tại điểm trước bệnh viện C Đà Nẵng. Không ngày nào ông không có mặt ở đây. Công việc là trực chốt, xong thấy mọi người chuyển hàng hóa vất vả vào trong khu cách ly, ông cũng tình nguyện một tay giúp đỡ. Mình thấy không có lực lượng để mà tiếp ứng, cho nên mình phải đứng ra để mình điều tiết, thứ nhất là điều tiết xe, thứ hai nữa mình ủng hộ bốc những thùng hàng mà của những cái nhà hảo tâm họ tới để họ là họ giúp những người mà đang gặp khó khăn của dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng này. Mỗi ngày điểm tiếp vận tại khu vực bệnh viện C Đà Nẵng có hàng trăm lượt hàng hóa được các nhà hảo tâm, đơn vị tổ chức và cá nhân mang đến ủng hộ, hỗ trợ cho lực lượng bên trong khu cách ly. Hôm nay Đà Nẵng chuyển mưa, song không ai quản ngại,
tất cả đều hăng hái giúp chuyển hàng vào bên trong thật nhanh. Em là ra đây túc trực và giải phóng số hàng của các nhà hảo tâm đem tới, giúp cho những người nằm về bệnh viện các thứ, và sẽ mong là sẽ qua được cái dịch bệnh này càng sớm càng tốt. Mình làm cái việc này thì mình cũng không nghĩ về một cái điều gì cả, chỉ có nghĩ, chỉ có một suy nghĩ rằng là cùng chung được bao nhiêu sức, bao nhiêu lòng để dập được cái dịch Covid này càng tốt. Dịch bệnh hiện đang diễn biến phức tạp, áp lực đè nặng lên vai những người tuyến đầu chống dịch. Bên cạnh được nhận những hỗ trợ vật chất thì sự giúp đỡ đồng hành của các tình nguyện viên là nguồn động viên tiếp sức để cùng nhau chung tay vượt qua khó khăn, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, có một thực tế đang diễn ra ở nhiều vùng quê như là tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Không ít bậc phụ huynh ngại cho con mình theo học nông nghiệp vì sợ sự bấp bênh, sợ cực khổ sẽ lặp lại. Thậm chí trong nhiều năm qua, cụm từ đi Bình Dương làm công nhân nổi lên như một làn sóng ở vùng đất này. Vậy làm thế nào để người trẻ quay về với ruộng vườn, trở về sống và phát huy những giá trị của đất, của nước ở quê hương? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Đây là những hội viên trẻ nhất trong số hơn 10 triệu thành viên của Hội Nông dân Việt Nam. Lần đầu tiên trên cả nước, Hội Nông dân Việt Nam kết nạp thành viên là 39 sinh viên của khoa nông nghiệp thủy sản trường Đại học Trà Vinh. Sự kiện này không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa sinh viên với nông dân mà còn góp phần đưa khoa học công nghệ ra ruộng đồng. Hiện nay chúng ta hay nghe nói cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng thực sự đối với người nông dân thì cái khái niệm họ chỉ nghe khái niệm thôi, họ chưa có tiếp cận cụ thể. Thì một trong những cái con đường để tiếp cận nhanh nhất chính là các em sinh viên, chính là các giảng viên của trường đại học. Khi sinh viên là hội viên Hội Nông dân, những nghiên cứu khoa học trên giảng đường sẽ gắn với thực tế hơn và cũng có điều kiện ứng dụng vào thực tế hơn. Sự kết nối trực tiếp này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hàm lượng kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Khi đó, cả nông dân và sinh viên đều có lợi. Các bạn có cái dịp là đem cái kiến thức của mình ở trong nhà trường về là truyền tải lại cho các bác, các cô là hội viên nông dân. Và từ các cô, các bác hội viên nông dân sẽ bổ sung lại cái kiến thức từ thực tiễn cho các bạn sinh viên, những trí thức trẻ. Nông nghiệp là không chỉ có là đơn thuần là tay chân nữa, mà nó kết hợp với cái ứng dụng kỹ thuật cao trong đó. Và đặc biệt là khi cái người trẻ thì thêm một cái nữa là cái khả năng tiếp cận với các cái kỹ thuật cao, với các cái tiến bộ mới thì nó rất là nhanh. Việc đưa sinh viên tiếp cận thực tiễn sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp tăng lực lượng lao động trẻ kế thừa, giữ vững nền nông nghiệp, mà quan trọng hơn là giúp cho nông nghiệp ngày càng có thêm nhiều sáng tạo, tận dụng sức mạnh khoa học công nghệ để nền nông nghiệp phát triển bền vững hơn. Vừa qua tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Brunei, Đại sứ Trần Văn Khoa đã chủ trì buổi chiêu đãi giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam tới ngoại giao đoàn các nước sở tại. Tại buổi chiêu đãi, Đại sứ Trần Văn Khoa mong muốn sẽ có nhiều hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa các đại sứ quán nói riêng, góp phần củng cố quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước nói chung. Các khách mời đều rất ấn tượng và thỏa mãn khi được thưởng thức hương vị đậm đà của ẩm thực truyền thống Việt Nam trên đất nước Brunei như nộm, nem cuốn tôm, nem rán, phở bò, phở gà. Để có thể giới thiệu những món tinh hoa ẩm thực Việt Nam này, các đầu bếp kiều bào và cán bộ đại sứ quán đã chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu, chọn lựa gia vị theo đúng hương vị Việt Nam và trực tiếp chế biến món ăn. Nhiều thực khách đã bày tỏ mong muốn được tới Việt Nam để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc trưng này. Cuộc thi ảnh quốc tế CEWE Photo Award 2021 vừa giới thiệu lại 22 hình ảnh khoảnh khắc ấn tượng nhất ở hạng mục văn hóa du lịch tại mùa giải năm trước để khởi động cho cuộc thi năm nay. Trong những khoảnh khắc ấn tượng của cuộc thi năm 2020 với chủ đề Thế giới của chúng ta thật đẹp, hình ảnh về các món chè độc đáo ở Việt Nam được chụp bởi nhiếp ảnh gia Gustav Müller. Đó là bức ảnh Souvenir, tạm dịch là kỷ niệm, được chụp ở Hội An với hình ảnh là những bát chè truyền thống của Việt Nam nhiều màu sắc. Bức ảnh được chụp nhân một chuyến đi du lịch ở Hội An của tác giả. CEWE Photo Award được tổ chức tại Oldenburg của Đức. Cuộc thi kết nối những người đam mê nhiếp ảnh trên khắp thế giới với những hình ảnh dự thi ở nhiều hạng mục như kiến trúc và công nghệ, phong cảnh, động vật, thiên nhiên, thực phẩm và món ăn, du lịch văn hóa, ảnh trên không, thể thao. Người đạt giải cao nhất sẽ nhận được giải thưởng có tổng trị giá 25.000 euro.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của Ban truyền hình đối ngoại trên trang web của VTV Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.